Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì chân như của các pháp, tánh chân như là không. Bạch Thế Tôn, chân như này chẳng phải không chân như này chẳng phải chân như chẳng lìa không, không chẳng lìa chân như tức là không, không tức là chân như. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào chân như của các pháp, cho đến thật tế nên biết cũng như vậy. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ vào tất cả các môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tất cả môn Đà La Ni, tánh môn Đà La Ni là không. Bạch Thế Tôn, môn Đà La Ni chẳng phải không của môn Đà La Ni, không của môn Đà La Ni này chẳng phải môn Đà La Ni. Môn Đà La Ni chẳng lìa không, không chẳng lìa môn Đà La Ni. Môn Đà La Ni tức là không, không tức là môn Đà La Ni. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ tất cả môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa nên biết cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ bị trói buộc, quấy nhiễu bởi chấp có ngã, ngã sở, tâm liền trụ vào sắc, trụ vào thọ tưởng hành thức. Do trụ vào các pháp này nên đối với sắc phát sanh hành động, đối với thọ tưởng hành thức phát sanh hành động. Do phát sanh hành động nên không thể lãnh thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không thể thành tựu trí nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo thì khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ bị trói buộc, quấy nhiễu bởi chấp có ngã, ngã sở, cho đến tâm liền trụ tất cả môn Đà La Ni, tất cả môn Tam Ma Địa. Do trụ vào các pháp này nên đối với tất cả môn Đà La Ni phát sanh hành động, đối với tất cả môn Tam Ma Địa phát sanh hành động. Do phát sanh hành động nên không thể lãnh thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không thể thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc không đáng lãnh thọ, thọ tưởng hành thức không đáng lãnh thọ, sắc không đáng lãnh thọ nên chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức không đáng lãnh thọ nên chẳng phải thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc, thọ tưởng hành thức bản tánh đều không. Bạch Thế Tôn, cho đến tất cả môn Đà La Ni không đáng lãnh thọ, tất cả môn Tam Ma Địa không đáng lãnh thọ, vì tất cả môn Đà La Ni không đáng lãnh thọ nên chẳng phải tất cả môn Đà La Ni, vì tất cả môn Tam Ma Địa không đáng lãnh thọ nên chẳng phải tất cả môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tất cả môn Đà La Ni và môn Tam Ma Địa bản tánh đều không. Bạch Thế Tôn, việc lãnh thọ tu học viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu ấy cũng không đáng lãnh thọ, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không đáng lãnh thọ nên chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Vì bản tánh không. Như vậy, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên dùng bản tánh không mà quán tất cả pháp. Khi quán như vậy, tâm không có chỗ hoạt động. Đây gọi là đại Bồ Tát không lãnh thọ Tam Ma Địa. Tam Ma Địa này vi diệu, thù thắng rộng lớn vô lượng, có thể tập hợp vô biên vô ngại tác dụng, không cùng với tất cả thanh văn độc giác. Việc thành tựu trí nhất thiết trí đó cũng không đáng lãnh thọ. Như vậy, vì trí nhất thiết trí không đáng lãnh thọ nên chẳng phải trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bản tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không bất khả đắc, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết trí này chẳng chấp tướng tu đắc,
Vì sao? Vì các tướng chấp thủ đều là phiền não. Những tướng đó là gì? Đó là tướng sắc, tướng thọ tưởng hành thức, cho đến tướng tất cả môn đà la ni, tướng tất cả môn tam ma địa. Đối với các tướng này mà chấp trước thì gọi là phiền não. Vì thế không nên chấp tướng tu đắc trí nhất thiết trí. Nếu người chấp tướng tu đắc trí nhất thiết trí thì phạm trí thắng quân đối với trí nhất thiết trí không cần tin hiểu. Những gì gọi là tướng tin hiểu đó, nghĩa là đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, sanh lòng tin thanh tịnh, do lực thắng giải, suy lường quán sát trí nhất thiết trí, không dùng tướng làm phương tiện, cũng không dùng chẳng phải tướng làm phương tiện, vì tướng và chẳng phải tướng đều không thể nắm giữ. Phạm trí thắng quân này, tuy do lực sức tín giải, quy y Phật Pháp, gọi là tùy tín hành, nhưng có thể nhờ bản tánh không mà ngộ nhập trí nhất thiết trí. Đã ngộ nhập rồi nên không chấp giữ tướng sắc, không chấp giữ tướng thọ tưởng hành thức, cho đến không chấp giữ tướng tất cả môn đà la ni, tướng tất cả môn tam ma địa. Vì sao? Vì nhất thiết pháp tự tướng đều là không, năng thủ, sở thủ đều bất khả đắc. Vì sao? Như vậy phạm trí không dùng hiện quán nội đắc mà quán trí nhất thiết trí, không dùng hiện quán ngoại đắc mà quán trí nhất thiết trí, không dùng hiện quán nội ngoại đắc mà quán trí nhất thiết trí. Không dùng hiện quán vô trí đắc mà quán trí nhất thiết trí, không dùng hiện quán đắc những quán